Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hậu trường nghệ thuật. Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ cùng chào đón những ngày Tết thật đầm ấm của năm mới Quý Tỵ. Minh Phương xin thay mặt ekip thực hiện chương trình Hậu trường nghệ thuật kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin đặc sắc về văn hóa nghệ thuật diễn ra trong tuần qua. Xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính của chương trình. Dịp Tết là thời gian mà nhiều nhà làm phim điện ảnh liên tục công bố các sản phẩm của mình để phục vụ khán giả. Chuyên mục giải trí 360 độ tuần này xin giới thiệu đến quý vị một số phim đặc sắc vừa được giới thiệu trong tuần qua. Đầu tiên phải kể đến bộ phim ngắn Five Four, tựa tiếng Việt là Hoài Phố. Đến đây cùng Thanh Vân thì điều đó nói lên một cái niềm vinh dự đối với Thanh Vân rất là... Với những hình ảnh đẹp nên thơ của phố cổ Hội An cùng chuyện tình kỳ lạ từ một tấm ảnh, đây là sản phẩm hợp tác giữa đạo diễn Cường Ngô và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ngoài vai trò diễn viên chính, Ngô Thanh Vân đóng vai trò nhà sản xuất kiêm giám đốc sáng tạo. Không có nhiều lời thoại, nhưng chuyện tình Five Four vẫn hiện lên thật mạch lạc nhờ những góc máy sáng tạo đậm chất điện ảnh. Nội dung phim lạ cùng hình ảnh phố cổ Hội An hiện lên thật lung linh và huyền ảo, mang đến hương vị ngọt ngào, thanh khiết cho những ai đang yêu và có niềm tin to lớn vào tình yêu. Bộ phim tiếp theo đang đón nhận nhiều sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh chính là Mỹ Nhân Kế 3D của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng thì bộ phim này cũng đã chính thức công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Buổi ra mắt phim đã diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi của làng giải trí Việt. Cảnh sắc, khung hình biển trời, núi non hùng vĩ, bát ngát, quá đẹp của Cam Ranh Khánh Hòa được chăm chút kỹ lưỡng trong phim. Dàn diễn viên chính Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, Diễm My 9X, Kim Dung có tạo hình qua trang phục, hóa trang rất quyến rũ. Đây quả là một bộ phim giải trí đáng xem trong dịp Tết năm nay. Nằm trong số các phim Việt Nam sẽ ra rạp trong mùa Tết Quý Tỵ thì phim Bay Vào Cõi Mộng của đạo diễn Phương Điền đã làm khán giả thích thú vì cốt truyện lạ. Đây là một bộ phim hài, hành động lạ của nhân vật chính Thiên Kim do Vĩnh Thiên Kim thủ vai, bị những cơn mộng du của cô biến mình thành một cô gái khác thường. Với kịch bản lạ, Bay Vào Cõi Mộng chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống. Thông qua câu chuyện tưởng chừng như kỳ lạ và hoang đường về căn bệnh mộng du của Thiên Kim và chuyện tình yêu lãng mạn của cô với anh chàng giang hồ Hoàng Lương Chí Lị do Lương Thế Thành thủ vai, bộ phim còn đề cập khá nhiều vấn đề thời sự của xã hội. Show diễn thời trang được mong đợi nhất trong năm, Đẹp Fashion Show 11, lấy cảm hứng chủ đạo từ hình ảnh thần về nữ, đã khép lại với hai đêm diễn tại nhà thi đấu Nguyễn Du vào cuối tháng 1. Với bàn tay chăm chút và ý tưởng táo bạo của năm nhà thiết kế, chương trình đã tạo nên các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng cho khán giả yêu thời trang. Sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, giao chất điện ảnh được chỉ đạo bởi đạo diễn Jack Lee Nguyễn khá hoàn chỉnh, làm cho những bộ sưu tập được giới thiệu trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Đẹp Fashion Show 11 năm nay quy tụ 4 nhà thiết kế chính là Trương Thanh Long, Lý Quý Khánh, Giao Linh, Công Trí. Mỗi người đều tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả hâm mộ. Xét về tổng thể, bộ sưu tập của Công Trí vẫn khiến cho công chúng mãn nhãn hơn cả. Đêm diễn đầu tiên gây nhiều bất ngờ bởi sự xuất hiện của hàng loạt các ngôi sao như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Hằng, diễn viên Trương Ngọc Ánh, nghệ sĩ múa Linh Nga trong các bộ trang phục rất ấn tượng. Đêm thứ hai, các trang phục trình diễn mang tính ứng dụng cao hơn cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả yêu thời trang. Hòa vào không khí đón xuân 2013 của cả nước, các nghệ sĩ cũng mang đến những lời chúc thật tốt đẹp để dành tặng cho khán giả của chương trình Hậu trường nghệ thuật. Nhân dịp năm mới, Nguyễn Văn Trung xin chúc quý vị khán giả của chương trình Hậu trường nghệ thuật được một năm mới vui vẻ, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Và nhân dịp xuân Quý Tỵ 2013, Hoàng Anh cũng xin chúc cho người người nhà nhà sẽ dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và nhất là luôn được giữ được tiếng cười đầm ấm trong gia đình với những người thân yêu của mình. Hữu Châu xin kính chào tất cả quý vị.
Nhưng dịp Tết đến, Hữu Châu xin chúc tất cả quý vị, những vị khán giả thân thương, một năm mới an lành, yên vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người yêu thích văn hóa ẩm thực hay các chương trình dạy nấu ăn đều đã biết đến đầu bếp Martin Gian. Cách dẫn chương trình hài hước sinh động của ông đã khiến cho các chương trình có ông tham gia luôn thu hút mọi đối tượng khán giả. Trong chương trình Hậu trường nghệ thuật tuần này, Minh Phương xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ của vị đầu bếp tài hoa này trong chuyến hành trình thực hiện series truyền hình Khám phá Việt Nam cùng Martin Gian. Martin Gian hay còn được biết đến với tên Gian Kinh Khúc, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả trên khắp thế giới với vai trò người tiên phong trong các chương trình truyền hình về văn hóa ẩm thực. Cho đến nay, ông đã tham gia với vai trò người dẫn chương trình của hơn 3.000 chương trình nấu ăn phát sóng trên toàn thế giới. Martin Gian được xem như một đầu bếp bậc thầy, một nhà tư vấn ẩm thực được đánh giá cao, một thầy dạy nấu ăn, một tác giả giỏi. Hiện tại, đầu bếp trứ danh Martin Gian đang là nhân vật chính của show truyền hình Taste of Việt Nam đang phát sóng lúc 20:30 tối thứ 6 trên kênh HTV9. Đây là một chương trình truyền hình thực tế về văn hóa ẩm thực du lịch đầu tiên tại Việt Nam. Martin Gian trong vai trò là người dẫn chương trình trong cuộc hành trình trải dài khắp ba miền Việt Nam, theo dấu những di sản văn hóa đã được thế giới yêu mến, công nhận và được chính phủ bảo tồn, phát triển ở cấp quốc gia. Tôi đã từng đi rất nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên Việt Nam để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam, những con người nồng hậu, cảnh vật tuyệt đẹp, văn hóa truyền thống thú vị và đồ ăn thì rất ngon. Cách đây 10 năm tôi đã có dịp đến Việt Nam. Mỗi lần đến đây, tôi đều khám phá ra rất nhiều món ăn tuyệt vời của các bạn. Tôi lại có dịp gặp gỡ những đồng nghiệp và bạn bè rất tài năng ở Việt Nam. Cho nên đối với tôi, việc cùng đồng hành và thực hiện một chương trình truyền hình về ẩm thực Việt quả là một ý tưởng tuyệt vời. Khi đi từ Bắc đến Nam, tôi đi rất nhiều nơi như Sapa, Bắc Hà, đồng bằng sông Cửu Long cuốn hút. Ví dụ Nha Trang thì có bãi biển đẹp, hải sản ngon tuyệt, đi câu cá, bóng chuyền bãi biển. Bắc Hà thì lại có những trang phục nhiều màu sắc, các phiên chợ chủ nhật phong phú nhiều hàng hóa. Hội An lại là một khu phố lịch sử đẹp tuyệt. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều khám phá thêm những điều thú vị mới và càng yêu thêm những nơi đó. Trong suốt 6 tháng đồng hành cùng chương trình để thực hiện 26 tập phim Khám phá Việt Nam cùng Martin Gian, vị đầu bếp nổi tiếng này đã đi dọc khắp đất nước Việt Nam để tìm hiểu và học hỏi cách nấu các món ăn đặc trưng của từng vùng miền. Từ những trải nghiệm này, ông sử dụng hiểu biết của mình cộng với nguồn nguyên liệu phong phú của từng vùng miền Việt Nam để chế biến các món ăn mới mang hương vị đặc trưng riêng cho mỗi nơi. Một trong những phần đặc biệt là phần chế biến 52 món đặc sản của vua đầu bếp Martin Gian tại phim trường. Do thời gian có hạn nên Martin Gian liên tục phải thực hiện các cảnh quay trong phim trường từ sáng sớm đến tận nửa đêm, liên tục hơn một tuần lễ. Tiến độ công việc vô cùng vất vả, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vị đầu bếp nổi tiếng này luôn khiến cho người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Là một đầu bếp tài năng mang đến cho khán giả những chương trình ẩm thực hấp dẫn, với lối dẫn chương trình vui nhộn, sinh động, ông khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Sau khi xem xong tập đầu tiên của chương trình Khám phá Việt Nam của Martin Gian thì em cảm thấy rất là thích thú và đang chờ đợi những cái tập tiếp theo. Em ấn tượng với những cái cảnh quay rất là đẹp, cũng như là MC rất là dí dỏm và hài hước, làm cho cả chương trình rất là sinh động. Bình thường em rất là thích các chương trình nấu ăn, đặc biệt là chương trình của Gian Kinh Khúc.
bác ấy nấu ăn vừa vui vừa hấp dẫn, lại vừa rất là dí dỏm. Nhà em thì ai cũng rất là thích xem chương trình của bác ấy. Mình không hiểu vì sao mà ông Giang đã nổi tiếng từ rất lâu trong các chương trình trước đây, nhưng đến bây giờ cách dẫn chuyện của ông vẫn còn rất hài hước và vui vẻ. Tại sao ông lại có thể vừa nấu ăn mà lại vừa dẫn chuyện một cách tài tình như vậy được? Và mình thấy là chương trình này rất là vui nhộn cũng như là rất thu hút, và mình đặc biệt rất thích chương trình này. Tôi đã thực hiện 350 show truyền hình về nấu ăn trên khắp thế giới như Mỹ, Thái Lan, Singapore và nhiều nơi khác nữa. Tôi đã có một thời gian rất tuyệt vời với mọi người trong ekip chương trình Khám phá Việt Nam. Họ là một đội ngũ về kỹ thuật, truyền thông, sản xuất. Họ rất chuyên nghiệp, đoàn kết và đầy nhiệt huyết. Ngoài việc kinh doanh một hệ thống nhà hàng Giang Canh Cúc rất nổi tiếng, Martin Giang còn mở trường dạy nấu ăn quốc tế Giang Canh Cúc với hơn 24 cuốn sách về văn hóa ẩm thực. Là một người luôn bận rộn với những chuyến đi, ít ai biết ông còn có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc với người vợ là người Nhật và hai cậu con trai. Ông rất thích tự mình làm các công việc nhà, nấu nướng thay vì để cho người giúp việc làm. I live in San Francisco, America. Nhà tôi ở San Francisco, cũng có vườn tược. Khi về nhà, tôi thích nấu ăn cho gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm cùng thưởng thức vì tôi thích nấu nướng. Hai con trai của tôi đang học đại học ở đây. Lâu lâu tôi cũng về thăm gia đình ở quê. Nó là một thị trấn nhỏ, không to như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Nó chỉ có khoảng 9.000 dân, rất yên tĩnh. Tôi rất yêu không khí tràn ngập cây xanh yên bình để có thể ngồi đọc sách một cách thoải mái nhất. Đó là cách mà tôi nạp thêm năng lượng và nghỉ ngơi. Tôi thích tự nấu ăn khi về nhà, lúc nào về cũng nấu cả. Hy vọng những công sức và sự tận tâm của chúng tôi dành cho chương trình này sẽ được ghi nhận không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội trở lại Việt Nam lần nữa, thực hiện các chương trình khác để tiếp tục quảng bá những điều tuyệt vời nhất về Việt Nam. Những chia sẻ của vua đầu bếp Giang Canh Cúc trong chuyên mục Cà phê cùng Sao cũng đã khép lại chương trình hậu trường nghệ thuật tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng trong năm mới này, quý vị và các bạn sẽ luôn tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho chương trình hậu trường nghệ thuật. Mọi ý kiến đóng góp xin hãy gọi cho chúng tôi theo số 1900 599 957. Chương trình hậu trường nghệ thuật được phát sóng vào lúc 12 giờ 20 phút trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Thân ái chào tạm biệt.